riêng là nhà, bình thường là tế lễ ở đình làng từ 3 năm đến 4 năm là rước, thì chiều ngày tối ngày mùng 10 là phong uy của nhà ngài ở tại đây. Đấy, buổi 8 giờ đến 9 giờ thì chúng tôi có rước võng đào từ đình xuống đến đây để phong uy. Phong uy thì đến sáng ngày 11 là ba thôn, thôn Động Lãm, thôn Nhân Trạch đến lễ ân. Thế và thôn Quang Lãm, xã Phú Lãm là rước từ ở Thanh Lãm về đến cổng làng chúng tôi, bắt đầu 7 kiệu là từ cổng làng xuống đến đây. Tế hội đồng của đôi dân, tức là tứ vị đại vương, ở làng tôi có 1 và ở ngoài Thanh Lãm có 3 vị thành hoàng. Thank you.
Vâng.